Đức Giêsu chờ đợi gì à tội nhân? Người ta rất ngần ngại và ngượng ngùng khi phải đến trước mặt ai trong tư thế người có tội, kẻ lầm lỗi, vì không ai muốn ở vào tình trạng thất thế, tình huống bất đắc dĩ bó buộc. Cũng vì không còn tự do lựa chọn mà người có tội, kẻ lầm lỗi không biết phải nói gì, làm gì, ứng xử ra sao trước mọi người. Kinh nghiệm bẽ bàng này thì ít nhiều ai cũng có, bởi nhân vô thập toàn. Như cậu học trò ngỗ nghịch bị thầy giám thị gọi lên văn phòng vì quậy phá trong lớp, chỉ còn nước khoanh tay cúi mặt, đứng yên đếm từng phút trôi qua nặng nề. Và đôi mắt chỉ bừng sáng khi thầy giám thị khoan hồng cho trở về lớp. Kinh nghiệm ấy cũng được ghi lại rất nhiều trong Tin Mừng, vì Tin Mừng là nơi Thiên Chúa đến gặp và cứu chữa những con người tội lỗi. Khi quan sát những người tội lỗi trong Tin Mừng đến gặp Đức Giêsu, chúng ta thấy không người nào đã sợ hãi đến độ run rẩy té ngã hay lo lắng hốt hoảng đến ngất xỉu khi đối diện với Đức Giêsu. Nhưng tất cả đều chung một trạng thái bình an, một thái độ khiêm tốn, một trái tim yêu mến, một tâm tình phó thác, một tấm lòng thông hối trở về. Tùy mỗi người mỗi cách. Người thì im lặng không nói gì, như người đàn bà phạm tội ngoại tình bị bắt quả tang mà người ta giải đến trước Đức Giêsu và yêu cầu Ngài ra án. Người thì chỉ khóc như người đàn bà tội lỗi, đã lấy nước mắt mà tứ ướt chân người, lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Người thì sực nhớ lời thầy đã dặn dò khi bắt gặp cái nhìn âu yếm thương xót như Phêrô sau khi chối Chúa. Tôi không biết người ấy là ai. Người khác lại lên tiếng bênh vực Đức Giêsu khi Ngài bị nhục mạ, đồng thời nhận mình đáng tội chết và nài xin được ở với Ngài trong nước Thiên Chúa như người tử tội cùng chịu đóng đinh bên phải Đức Giêsu. Sở dĩ tất cả những người tội lỗi trong Tin Mừng được đại diện bởi bốn nhân vật vừa kể đã đến với Đức Giêsu, nói với Đức Giêsu, biểu lộ thái độ với Đức Giêsu bằng trái tim khiêm nhường yêu mến, phó thác tin tưởng. Bởi tất cả đều cảm nhận tình yêu của Đức Giêsu dành cho họ và nhìn thấy ở Đức Giêsu dung mạo của Chúa Cha giàu lòng thương xót. Họ đã tin tưởng đến với Ngài mà không sợ hãi vì thấy Ngài nhân hậu, giang tay chờ đón họ. Họ mạnh dạn quỳ xuống bên chân Ngài mà không sợ sệt vì đôi mắt nhân từ của Ngài cảm thông tình trạng yếu đuối của họ. Họ say sưa kể lể tâm sự và cầu xin Ngài tha thứ vì lời Ngài ban bình an, niềm vui, ơn cứu sống. Nhưng quan trọng hơn cả là họ đã khám phá ra điều Đức Giêsu chờ đợi ở họ hoàn toàn khác với những điều mà bấy lâu họ đã không thể có được để đem nộp cho những người nắm giữ lề luật, những chức sắc có quyền chứng nhận đạo đức hạnh kiểm, những quan tòa toàn quyền kết án hay tha bổng họ. Vì thân họ tội lụy, phận họ thấp hèn, không một còn con công lanh phúc đức, không một tơ vương thần thế công trạng. Đến với Đức Giêsu, những người tội lỗi bị xã hội nguyền rủa như người gian phi trên thập giá, bị cả thành phố khinh miệt như người đàn bà có tiếng dâm đãng lăng loạn, bị đám đông miệng nặng lời chửi bới, tay cầm đá, sẵn sàng ném cho đến chết như người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang. Tất cả những tội nhân này khi đến với Đức Giêsu đã không còn thấy mình vô tích sự và bị Thiên Chúa đào thải loại bỏ, cũng không còn mang mặc cảm tội lỗi và phải mang án tử, càng không thấy mình bị xiềng xích của lề luật trói buộc, ngục tù của cơ chế giam hãm. Nhưng tình yêu từ trái tim con người tội lỗi của họ mà bấy lâu không ai ngó ngàng đếm xỉa tới, cũng không tổ chức nào quan tâm sử dụng phút chốc được Đức Giêsu trân quý gián nhận thánh hóa để trở nên lễ vật tuyệt vời, kho tàng quý giá quà tặng làm đẹp lòng Thiên Chúa hơn bất cứ giá trị nào khác. Thực vậy, những con người tội lỗi đã làm toại nguyện lòng mong đợi của Đức Giêsu nơi họ, đã đem đến dâng Ngài điều Ngài yêu thích nhất, đã đáp ứng đòi hỏi thiết yếu Ngài yêu cầu là yêu mến Ngài với tình yêu trong trái tim họ, yêu mến Ngài bằng tình yêu của người tội lỗi họ đang là.
yêu mến Ngài với tình yêu của trái tim khiêm tốn hy vọng. Đến với Đức Giêsu bằng đôi chân tình yêu, không ai trong họ đã đến với công trạng, vì họ chẳng có công trạng gì. Không người nào thuộc thành phần bất hảo ấy đã đến với Đức Giêsu với đôi tay đầy những bằng khen, chứng chỉ hạnh kiểm, huân chương thành tích, vì cả đời họ chưa làm được việc gì đáng ngưỡng mộ khen thưởng. Đến với Đức Giêsu, họ chỉ có tình yêu lặng lẽ thống hối của người tội lỗi, tình yêu mặn chát nước mắt ăn năn của tội nhân, tình yêu sửng sốt biết mình vẫn được tín nhiệm của kẻ phản bội trở về, tình yêu hoàn toàn phó thác trong tay Thiên Chúa, tình yêu ở giờ lâm tử. Vâng, Đức Giêsu, Ngài đã đáp lại tình yêu của những trái tim tội lỗi bằng trao ban cho họ chính Ngài là tình yêu, để tình yêu Ngài chữa lành, thanh tẩy, thánh hóa, đổi mới con người tội lỗi và làm cho họ trở nên đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Như khi nói với ông Simon chủ nhà về người đàn bà chắc nết lăng loạn đã lấy nước mắt tình yêu rửa chân Ngài. Tội của chị ấy rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Như đã ngẩng lên âu yếm nhìn và nói với người phụ nữ ngoại tình đứng lặng cảm mến ăn năn: "Tôi không lên án chị đâu, thôi chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Như đã xóa tan mặc cảm phản bội của người môn đệ nhẹ dạ nhát gan đã chối mình bằng tha thiết hỏi: "Con có yêu mến thầy hơn các anh em này không?" Và tín nhiệm trao cho con người yếu đuối này trọng trách chăn dắt chăm nom đàn chiên của mình. Cũng như với người tử tội ở giờ hấp hối, Đức Giêsu đã đáp lại tình yêu tín thác của anh bằng lời hứa hạnh phúc đời đời: "Ngay hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng." Vâng, Đức Giêsu chỉ cần ở người tội lỗi tình yêu thống hối trở về, cần ở tội nhân tình yêu hy vọng của lòng Ngài thương xót, cần ở người con hoang đàng tình yêu tín thác, ở tình cha bao dung nhân hậu, như đã chỉ hỏi Phêrô về tình yêu dành cho Ngài mà không hỏi ông về bất cứ điều gì khác, kể cả tài cán công trạng cũng như yếu đuối tội lỗi của ông, khi trao cho ông quyền chăn dắt đàn chiên của Ngài. Vì thế, bao lâu trái tim chúng ta còn khao khát được Thiên Chúa yêu thương, còn hướng yêu thương đến người khác, bấy lâu chúng ta còn ở trong Chúa, dù chúng ta yếu đuối lỗi lầm. Bởi chính tình yêu Thiên Chúa bảo đảm căn tính môn đệ của chúng ta, như lệnh truyền của Đức Giêsu: "Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em." Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này, là anh em có lòng yêu thương nhau. Trái lại, khi tình yêu cạn kiệt, con tim trở nên vô cảm chai đá và cửa lòng đóng chặt trước Chúa và anh em, sẽ là lúc chúng ta mất Chúa, vì không còn nhận ra Chúa là tình yêu xóa tội và cứu độ chúng ta.